Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một một bonsai 1375, một cây siêu ghí Tân Phú 350k bao ship toàn quốc nha quý vị. Cái cây này là phải đóng vô cái thùng mót nha. Rồi tôi phải bớt miếng phân ra nha, nội mà cái thùng mót với cái tiền phí cái cây này không là cả 100.000 rồi nha quý vị. 100.000 hơn nữa đó nha. Tại cái thùng mót hết 40-50.000 rồi. Còn cái tiền cái cây này là phải 70.000 trở lên chứ không có dưới đâu nha. Đó, cái tiền cước á, cái tiền cước là phải 70-80.000 rồi còn cái thùng mốt nữa nha quý vị. Cái này là 350k là coi như cái này chỉ có hơn 200.000 thôi, cái cây không á. Rồi đây nè, tôi quay cho quý vị xem nha, tỷ lệ nó đó, cái bàn tay tôi đây nè, quý vị thấy nó già không? Đó, cái này có 1 cây 2 cây thôi, còn mấy cây kia nó không bằng cây này đâu. 350k là bao ship toàn quốc luôn. Đây nè, thấy chưa? Đó, cái loại này mua về á, mình á, xài phân á, mình mua Atunis, mình xịt thường lên đây nó xanh lá lắm nha quý vị. Nhưng mà nó ra bông thường xuyên lắm nha. Thằng Atunis á, đó, cái chỉ cần xịt Atunis thôi, không có cần, nếu mà biết bón phân gốc thì bón, còn không biết thì cứ xịt vậy thôi. Vậy quanh năm suốt tháng cứ xịt Atunis chơi cũng được, không có sao cả. Tuần lễ 10 bữa xịt 1 lần. Nếu mà lúc muốn nó cần ra hoa nhiều á thì cứ 5 ngày 7 ngày xịt, 5 ngày 7 ngày xịt. Còn nó xanh tươi tốt quá thì hạn chế xịt thưa ra, 10 bữa nửa tháng trở lên xịt 1 lần. Rồi thôi xuống nha, 350k bao ship toàn quốc nha. Chuyển khoản nha, cái cây này là phải chuyển khoản nha mới giao cây à, chứ không có cái vụ mà cót nữa nha. Rồi xuống đi, tỷ lệ đó, chai chài xanh nha. Đây nè, đó. Rồi xuống con ơi.